chào mọi người nha. Này là tôi lớn từng đến ngày tuổi mà tôi chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp chị Lâm này. Đấy, hôm nay bọn tôi đi ra ngoài công trường, bọn tôi ăn cơm nên chị cũng vác đồ theo ra, xong rồi chị cầm theo một cái bát cái đũa chị ra đây, chị trốn ra đây chị ăn luôn này mọi người này. Thấy chị Lâm kinh chưa? Chép luôn ạ, thực kết luôn. Ăn theo công trường luôn. Ăn theo công trường này mọi người này, đó. Có gà này, chân gà này, gà này, chân gà này đó, chân gà rồi. Canh đóng sao? Đấy, vòn này, vòn la luống. Đây là hai thằng cu của cái chủ nhà này. Tàu mũ cối này, nồi xài chốt này, phó giám đốc Ben này. Đó. Còn đây thì Phạm Thị Lâm đi phục vụ các sếp đấy nhỉ? Thôi thôi thôi, đừng phục vụ các sếp, mà phụ thân các sếp. Bảo thủ khó lên. Hôm nay có món ngon lắm ạ, chân gà. Salad chân gà, người ta có người Lào gọi là tam tín cày đấy, ngon lắm. Thôi, mình sang đi kia ship luật nào, ship luật nào. Tam gì á? Tam tín. Hai ship như tín, chàng tam là la. Xe bò. Hai món này nữa. Rồi mình nữa. Còn mình nữa. Mần tăng. Mình khóc cái đồ mần mướn. Hơi nhằm chút xin. Món gà này hơi giống món gà luôn. Gà gì nhỉ? Lâu rồi không ăn, bên Việt gà luộc hay là chân gà luộc à? Gà rút xương à? Món này ngon lắm bạn ạ. Nè, gà chị Lâm chị nấu xong chị mang ra này. Chị lừa chị leo lên xe của Von, chị chạy ra đây chứ. Chị chơi bọn tôi này, rớt cũng cứ làm như bọn tôi đi chơi ông bằng ạ. Gà ngon lắm ạ. Ăn chơi lắm. Nấm này. Nấm món. Nó như hồng vai rồi nặng. Nấm thử này. Nó giảm độ dùng. Nga bén thích nó. À. Bén thích. Một mình bằng đằng sai đấy. Dạ. Dì mình khăn bằng đằng sai. Một này không? Một khăn hàn giả này. Ừ. À, nhóc cũng cầm rồi. Mày á. Mày nó bớt lên á. Tổ ăn tôi này. Nó khổ đi nó hay là này. Đấy. Bên này. Bên đây là thuốc. Thuốc nó hái rừng về. Tổ bác đã. Hai thanh niên cu này là con của cái ông công an rồi. Phòng cái phòng này là phòng ngủ của họ. Đấy, một công an đó. Rồi nhờ ăn cơm nhờ. Ăn cơm ké. Cái đồ may mà hai công nhận là ngon nhỉ, thế mấy cái món tằm này ngon thật. Cái người lâm bảy đỏ bé, cái người lâm bảy tiên à, 25.000. Leo, cái này bao gấp khác và ăn dùng một món là có. Tại đâu chơi hành bạn? Khi bơm nữa. Không được tông hung và hào tông nhất. Đặc biệt mình gọi là cái món gà nhỉ? Món chân gà. Chân gà gì ạ? Một cái mẹ kia mà ăn vào cái trứng hẳn bên này không khăn là leo bò leo được nhé, leo được ăn đi học kẹt mông cả mông bên đây là băng năm bà rồi coi môi nhỉ, hết ra trẻ của đây à bé lên một ngón mà bị gào phê ăn phê đây. Này cơm công trường nhưng mà cơm đúng ngoài công trường luôn, không ăn ở nhà. Quán chối á? Hồi nãy
ăn rất sướng. Có cái chuối gì nó ngon lắm này. Bên của bạn thông bé ăn cánh đây. Trứng cay. Bên cánh đấy. Rồi. Vâng. Em sáng nay em chơi nó. Bún nó. Không nghĩ chơi cho chảo phải không? Ngày không chơi chảo chảo. Ừ. Chơi không chảo. Chị Lâm. Chị Lâm ra đây bé nó không muốn ăn được cơm luôn. Chị Lâm bây giờ về luôn. Bé nó đủ thử cái nửa nữa. Mình ngồi ăn nửa đây. Chơi này. Ừ. Hoa xiêu của tôi. Bây giờ đây thân điều của mày lắm. Còn khi có thể mình ăn cái gì mà. Đây là gì là bộ hành đó. Có cần nào lượng không còn nữa đây. Hơn xong vài con nữa khá yếu. Mưa điều vào leo đó, mưa điều nào. Cướp leo lo hẳn mưa điều. Cái vương khẳng hẳn lắm ạ, cay. Cay. Cái chân gan này mềm hay. Hay. Mềm. Bút xe cho em ơi, bây chỉ mơ lại. ไอ้เป็นรู้สิเงินมันคือครับเนาะไอ้เป็นห้อยเอกว่ะเออที่ได้ 1,000 ปีอ่ะดิโอ้ยยังอีกปีนึงอีกปีนึงห้องห้องแรกก็ประสาการอันนี้เป็น1,000 ตัวเออดูเนี่ยเฮ้ยจ้ะยอดเหนียวจ้ะบ้านใกล้ให้มันได้ประสาการโอ้เอาละกูมีเสื้อชายเป็นเจ้านายนะจับส้มยิ้มไหมวันนี้บ้านเอ็มจะดีดีสร้างช่วงโทรดังบ้านเอามันไก่ตัวเจ้าเพชรท่านเบิร์ดท่านเบิร์ดมาบ้านท่านอันเดนไหนอันเดนงูเขื่อนอันกระโดดได้เงินใกล้เนี่ยบ้านนี้ได้เออกินจ้ะที่มอนมันก็จะเอิ่มเนียงเนาะอืมอันก็ได้เงี้ยเนาะตัวเดียวสั่งลาวอันทำให้เฮ้ยทุ่มถุ่มเนี่ยไปเดี๋ยวงอนทีเนี่ยอยู่ตรงนั้นให้กับมะโหยอันบักเจ๋วมันไม่ก็ชิ้นกาเนี่ยซองที่อันไม่ก็ชิ้นกาแล้วก็อะไรก็เป็นเรื่องใหม่ของชั้นใหม่แล้วก็ปุ๊บเลยเอาเรื่องเราซิงกับมาใช่ไหมทั้งส่วนนี้เรื่องอะไรพี่ก็เจอตีได้มั่วพี่ยาวแล้วไหมให้เอารถคันนี้กับสิทางวันนี้มาคันดำนี้ครับนี่จีเรื่องเดียวมันมิงเดี๋ยวมันมิงเดี๋ยว
đi xe mất, đi xe đen không còn bên gì không còn ở lại à, คนนั้นมาปาให้คนคนปาจกติถ้าไปแล้วมีสถานให้เบิ่งซื้อเข้าบ่เฮ็ดอ้าวจะต้องบอกไอ้เจี๋ยตัวไอ้เจี๋ยเป็นคนทําพิสอบเนี่ยบ่เป็นจกติมีแต่มาเอาเบิ่งใต้สิติเบิ่งใต้แล้วก็ให้เอาลาพุดจกพุดไปมอแล้วก็เคลียร์ออกเคลียร์ออกเออเคลียร์ออกก็สิครับครับพร้อมอะไรอ่ะครับนี่สายตลอดตอนเบ้เอาไปสู้กันเลยมื้อนึงจะได้ถึงไหนเออเจอจะเริ่มเลยเออหันบักเมื่อก็แล้วแม่มันจักเนาะกระสุนนี่เลยหันเขาว่าเออนึกว่าดูเนี่ยน้ำลังใส่น้ำลังนะใส่ว่าเออดีดีเนี่ยโอ้ยเนื้อจุบบันจุบแม่เดี๋ยวขอว่าเฮ้ยcơm công trường cơm là thế các bạn bả thế nào ăn cho đó no rồi đánh giấc đi ngủ đi chiều làm trước các bạn ạ. Chào mọi người nha, cày quá.